Trân trọng kính chào khán giả người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay là thứ ba, 9 tây tháng 11 năm 2021. Thưa quý vị, gia đình của một bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang kiện vào bệnh viện ở Santa Ana vì phát hiện giòi trong mũi và miệng của bệnh nhân này, tức là người thân của họ. Theo đài truyền hình ABC số 7, bệnh nhân đó là bà Concepcion Covarrubias, nhiễm COVID-19 vào mùa hè năm 2020. Và được điều trị tại bệnh viện South Coast Global Medical Center ở Santa Ana. Đến cuối tháng 7/2020, bà Covarrubias xét nghiệm âm tính và gia đình đề nghị bệnh viện đưa bà vào trung tâm phục hồi nhưng bị từ chối. Những tuần sau đó, bà nhiễm COVID-19 nặng hơn và được điều trị trong một phòng bệnh viện dã chiến. Con trai bà là ông Carlos Milanco không chấp nhận được khi thấy bà được điều trị trong phòng như vậy. Khi nói chuyện với bác sĩ qua video, gia đình bà Covarrubias thấy giòi trong mũi và miệng của bà. Lúc đó bà vẫn còn sống và qua đời vài ngày sau đó, vào ngày 21 tháng 8. Bà qua đời lúc 65 tuổi. Hai người con của bà là Carolina và Carlos Mikando đang làm việc với công ty luật Holman Newman Ikuta LLP để kiện bệnh viện South Coast Global Medical Center vì không chăm sóc và ngược đãi người lớn tuổi và gây ra cái chết của người thân của họ. Bệnh viện South Coast Global Medical Center có tổng cộng 87 người đánh giá trên Yelp, nhưng chỉ nhận được 2/5 sao. Nhiều người kể lại các nhân viên của bệnh viện này đối xử với bệnh nhân và cho rằng nơi này nên đóng cửa. Luật sư của gia đình bà Covarrubias và luật sư bệnh viện sẽ ra tòa vào tháng Giêng 2022 để giải quyết chuyện này. Ngày hôm qua thứ hai, thì Ủy ban điều tra tấn công Quốc hội 6 tháng Giêng đã gửi chat yêu cầu 6 người phụ tá của cựu Tổng thống Donald Trump ra điều trần. Ngày hôm nay họ đưa thêm chat cho 10 người nữa. Đó là những ai? Đó là bao gồm ông Stephen Miller là cựu cố vấn của ông Donald Trump. Rồi bà Kelly McEnany là cựu phát ngôn viên của Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra còn 8 người khác nữa cũng là những người thân cận với cựu Tổng thống Donald Trump. Bao gồm ông Nicholas Luna là một phụ tá riêng của Tổng thống Donald Trump. Rồi một người nữa là bà Molly Michael, là cũng là một phụ tá đặc biệt cho ông Trump. Rồi một người nữa là ông Ben Williamson, cũng là một phó phụ tá đặc biệt của cựu Tổng thống Donald Trump và cũng là một cố vấn của ông Mark Meadows, lúc đó là chánh văn phòng của cựu Tổng thống Donald Trump. Rồi ông Christopher Lindell là phó chánh văn phòng của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông này là có mặt trong tòa Bạch Ốc vào ngày 6 tháng Giêng và sau đó thì ông này từ chức. Rồi ông John McEntee là giám đốc nhân sự của tòa Bạch Ốc và ông Cassidy Hutchinson làm phụ tá đặc biệt của tòa Bạch Ốc. Ở ngoài ra còn có thêm nữa ông Kenneth Klukowski là một giới chức ở bên Bộ Tư pháp. Đó là những người mà coi như là bị ủy ban này gửi thêm chất tòa ngày hôm nay. Và một tin vui nữa có thể thành hiện thực, đó là công ty Pfizer ngày hôm nay đã chính thức nộp đơn cho FDA yêu cầu cho chích cái mũi gọi là booster, mũi thứ ba cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên thay vì 65 tuổi như trước đây. Trong một bản tuyên bố thì công ty Pfizer cho biết là những cái nghiên cứu của họ, những cái thí nghiệm của họ bảo đảm an toàn. Và họ nói rằng là ba cái loại thuốc mà Mỹ tiếp tục chứng minh cho thấy là bảo vệ người ta chống lại cái thuốc cái bệnh COVID-19 rất là hiệu quả. Và bây giờ đã qua cái thời kỳ những người 65 tuổi và họ đang đề nghị là chích cho những người từ 18 tuổi trở lên. Và họ cho biết là họ đã nghiên cứu lâm sàng, thí nghiệm lâm sàng trên 10.000 người và cho thấy rằng là cái hiệu quả rất là tốt. Liên quan đến tình hình tại Việt Nam, thưa quý vị, thì hôm nay báo chí trong nước cho biết là một mẫu hạm trực thăng của Nhật đã tập luyện với chiến hạm Việt Nam trước khi rời nước này sau 3 ngày viếng thăm cảng Cam Ranh. Thông tin của lực lượng phòng vệ Nhật hôm thứ Hai 8 tháng 11 cho biết mẫu hạm trực thăng JS Kaga và khu trục hạm JS Murasami đã diễn tập thân hữu với hộ tống hạm Đinh Tiên Hoàng, tức là HQ-011 của Việt Nam, nhằm cổ võ, hiểu biết lẫn nhau và tình bằng hữu với Hải quân Việt Nam. Đầu tháng trước, cũng tàu Đinh Tiên Hoàng đã diễn tập khả năng Passet với khinh hạm Anh HMS Richmond trước khi tàu này rời Việt Nam sau mấy ngày thăm viếng. Passet là từ viết tắt của nhóm từ Passe Exercise, diễn tả các chiến hạm di chuyển theo đội hình
và có các hoạt động trao đổi liên lạc bằng tín hiệu đèn, dụng cụ vô tuyến nhằm phối hợp các trường hợp cần thiết. Nhóm tàu Nhật hai chiếc này tới thăm Việt Nam sau cuộc tập trận trên Biển Đông với nhóm tàu tác chiến đặc nhiệm của Mỹ do hàng không mẫu hạm nguyên tử USS ở Carl Vinson dẫn đầu. Và tháng 9 vừa qua, chúng ta cũng biết là Bộ trưởng Quốc phòng Nhật là ông Nobuo Kishi đã tới Hà Nội và ký một thỏa thuận chuyển giao công nghệ quốc phòng cho Việt Nam. Ông ca ngợi hành động đó là dấu hiệu quan hệ an ninh quốc phòng giữa hai nước được nâng lên tầm cao mới. Và ngày hôm nay thì thưa quý vị, ông Bộ trưởng Tài chính của Việt Nam Hồ Đức Phước đã có tuyên bố báo cáo ngân sách thu được của Việt Nam năm 2021 tuy khó khăn nhưng vẫn tăng lên. Theo báo Trinh dẫn giải trình của ông Phước cho biết, thu nhập nội địa năm nay của Việt Nam tăng lên 7.200 tỷ đồng, tức là tương đương khoảng 317 triệu đô la. Tính từ các phát sinh của năm 2020 trở về trước, ví dụ như truy thu thuế nhà thầu Formosa được 2.257 tỷ đồng, tức là gần 100 triệu đô la. Xử lý thu chênh lệch giá khí trong bao tiêu sản phẩm 2.457 tỷ, tương đương hơn 100 triệu đô la. Thu ngân sách đối với các khoản khác là 2.500 tỷ đồng, tương đương 110 triệu đô la. Đáng chú ý là một trong khoản thu đột biến trong năm 2021 đó là số tiền gần 3.000 tỷ đồng, tức là tương đương 132 triệu đô la thuê đất của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Ngoài ra, ông Phước cho biết một số khoản thu quyết toán thu nhập doanh nghiệp đã tăng lên 22.800 tỷ đồng, tức là tương đương 1 tỷ đô la. Ví dụ như chứng khoán, bất động sản, khối tài chính, ngân hàng và hoạt động sát nhập, chuyển nhượng vốn và các hoạt động lắp ráp xe hơi. Tiền từ dầu thô thu được cũng tăng lên 12.000 tỷ đồng, tức tương đương 530 triệu đô la. Thu xuất nhập cảng tăng lên 10.500 tỷ đồng, tương đương 4.63 tỷ đô la. Thì trong cái khoản này quý vị thấy đó là coi như cái tiền mà đại sứ quán đó, khoảng cỡ chừng là 132 triệu đô la thuê cái tòa nhà mà quý vị thấy trên màn hình đó là sắp sửa xây ở cái khu mà Hồ Cầu Giấy, một cái khu có thể nói là đất vàng. Ở đây quý vị thấy bên tay phải phía màn hình đó, nó có một công viên nhìn ra coi như tòa đại sứ Mỹ là giáp bốn mặt đường và sẽ nhìn ra. Đây có thể nói là một trong tòa đại sứ hiện đại nhất của nước ngoài tại Việt Nam trong những ngày tháng tới. Trong cái dự luật 1.200 tỷ mà Hạ viện đã thông qua hôm thứ Sáu vừa qua, trước đó thì đã được Thượng viện thông qua hồi tháng 8 và có thể là ngày mai hoặc ngày mốt Tổng thống Joe Biden sẽ ký. Có một cái khoản tiền rất đặc biệt, đó là Quốc hội bắt buộc cái khoản tiền này được dùng để chống cái tình trạng mà gọi là say rượu lái xe, cũng như để giảm những cái gọi là tai nạn ở trên đường. Và trong đây thì họ quy định bắt buộc là đến năm đầu năm 2026, Bộ Giao thông của Mỹ sẽ đánh giá tình hình và bắt buộc tất cả các xe hơi bán ở Mỹ phải gắn một cái thiết bị ở trong xe. Khi tài xế bước vào trong xe ngồi mà có mùi rượu là coi như đề máy không lên được. Đó, nó giống như cái tình trạng mà hiện nay quý vị biết đó, một số người say rượu lái xe gọi là DUI bị bắt nhiều quá. Đến khi ra tòa tòa phạt mà những người này vẫn phải đi làm để sinh sống thì họ bắt phải bỏ tiền gắn một cái máy ở vô trong xe. Khi mà đè lên á, trước khi đè là bắt phải để cái miệng vô để thử đó. Không để miệng vô là nó không để máy được. Và khi thổi cái hơi đó vào đó mà cái hơi rượu nó quá quy định á, cũng không để máy được luôn. Mà cái máy đó thì phải trả tiền. Thì bây giờ Quốc hội trong cái khoản tiền 1.200 tỷ đô la hạ tầng cơ sở, họ có khoản tiền để bắt trợ giúp các cái công ty xe hơi trong tương lai là phải gắn cái máy này. Tức là khi bước vào không cần thổi luôn, thế mà có mùi rượu là để máy không lên. Và cuối cùng là một sự kiện rất là đặc biệt, đó là cái buổi ra mắt sách trực tuyến cuốn hồi ký Nothing is Impossible, America Reconciliation with Vietnam của cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Ted Osuth, dự trù được tổ chức được Đại học Fulbright ở Việt Nam tổ chức vào ngày 4 tháng 11 vừa qua, nhưng đến giờ chót thì tự nhiên bị hủy mà không cho biết ý kiến. Trả lời phỏng vấn của đài BBC tiếng Việt thì ông Ted Osuth bày tỏ thất vọng và nói rằng có vẻ như ai đó không thích nội dung cuốn sách. Và cũng nói với đài BBC là hồi tháng 9 vừa rồi, ông Ted Osuth có gặp ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ở bên lề hội Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở tại New York. Và theo lời ông Ted Osuth kể lại là ông Phúc đã chúc mừng ông Ted Osuth ra được cuốn sách.
và có cả ông thứ trưởng kiêm bộ đại sứ của Việt Nam tại Mỹ, ông Hà Kim Ngọc cũng khen ngợi cuốn sách này. Và cuốn sách này khi ra mắt hồi tháng 8 đó thì ông Hà Kim Ngọc cũng là một diễn giả và khen ngợi vô cùng. Nhưng sau này thì người ta tiết lộ trong cuốn sách nó có những nội dung có thể đụng chạm đến một số nhân vật cấp cao ở trong nước. Ví dụ trong cái chuyến mà thăm của ông Phúc đến Tòa Bạch Ốc năm 2017 trước khi gặp Tổng thống Donald Trump, thì ông Ted Oshut kể lại là khi mà cố vấn an ninh quốc gia ông Mark Master mới nói với ông Trump là chúng ta sẽ sắp sửa tiếp một thủ tướng của Việt Nam, tên của ông là Phúc, thì ông Trump mới đùa rằng fuck you hả, đó đại khái như thế. Và trong cuốn sách đó cũng nói về cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ năm 2015 sau cái sự kiện mà Trung Quốc đưa cái giàn khoan 981 vào trong vùng biển Việt Nam khai thác và tạo ra cuộc biểu tình khắp nước, gây cái là một số cái cảnh báo động. Thì nhiều người cho rằng cái chuyến đi Mỹ đó của ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ giống như là một chuyến thoát chung. Thì có lẽ là có, rồi còn những chi tiết khác đấy, chẳng hạn như nghĩa trang quân đội Biên Hòa rồi nhiều thứ khác đó trong đó. Thì có lẽ vì như vậy mà cuốn sách không được ra mắt tại Việt Nam. Thì đó là cái câu chuyện mà ngạc nhiên là hôm 4 tháng 11 vừa rồi. Và tất nhiên trong đây thì ông Ted Oshut, trong cuốn sách tôi có đọc cuốn sách này, cuốn hồi ký, thì trong đó ông ca ngợi cái quan hệ Việt-Mỹ và ông là một trong người đóng góp rất là lớn trong cái quan hệ này. Nhất là sau chuyến thăm của Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ thì quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam phải nói là gia tăng rất là mạnh mẽ. Thì ông có nói là khi ông đến Hà Nội trong vai trò đại sứ thì ông có gặp ông, trước đó ông gặp ông David Shear, tức là vị cũng là đại sứ của Mỹ tại Hà Nội, tức là vị tiền nhiệm của ông Ted Oshut. Thì ông Ted Oshut có hỏi là làm cách nào để có thể mà làm cho mối quan hệ này gia tăng, đâu là cái cửa nào mình nên gõ. Thì ông David Shear bảo là phải gõ cái cửa đảng, bởi vì đảng là quyết định hết tất cả. Và ông Ted Oshut trong suốt cuốn sách này mà tôi đọc thì ông có vẻ là rất vui khi mà ông gõ đúng cửa, liên lạc với các giới chức của đảng và đã thành công rất là nhiều. Nhưng mà trong vụ này thì rõ ràng ông hiểu hệ thống chính trị Việt Nam, nhưng có lẽ là chưa hiểu hết người Việt Nam. Bởi vì khi mà nói một cái gì đó phạm húy trong cuốn sách của mình, cho dù đó là sự thật, thì có thể là cái điều đó là cái điều không thể chấp nhận ở Việt Nam. Thì người ta đoán có lẽ vì như vậy mà cuốn sách của ông không được ra mắt, mặc dù là chỉ qua trực tuyến do Đại học Fulbright tổ chức mà thôi. Mà Đại học Fulbright là đại học mà ông Ted Oshut từng làm phó chủ tịch, và do tiền của UCET tài trợ, và là một đại học độc lập không dính dáng gì đến chính phủ Việt Nam, nhưng nó nằm trong Việt Nam. Thì đó là câu chuyện cuốn hồi ký của ông Ted Oshut không được ra mắt tại Việt Nam. Và đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.